Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ sẽ chịu sự chi phối của hệ thống áp thấp nóng nên nhiệt độ buổi trưa chưa có cơ hội giảm mà tiếp tục duy trì cao như ngày hôm qua. Mức nhiệt cụ thể phổ biến ở mức từ 33 cho đến 36 độ ở khu vực phía Đông và đồng bằng Bắc Bộ, từ 35 cho đến 38 độ cho khu vực phía Tây Bắc Bộ. Tuy nhiên, số giờ nắng trong ngày giảm đi so với ngày hôm qua. Nguyên nhân vì về chiều tối thì khả năng sẽ xuất hiện một giải mây rông vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ và gây mưa cho toàn khu vực. Thời gian mưa tập trung về đêm đến sáng và ngày hôm sau. Đề phòng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa với lượng khá. Hôm nay tại miền Trung vẫn là cái nắng nóng gay gắt cộng với độ ẩm thấp là hai yếu tố quan trọng làm cho thời tiết ở khu vực này khắc nghiệt hơn cả. Cụ thể, nắng nóng duy trì trên diện rộng, suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên và cản trở rất nhiều hoạt động. Một số nơi ở vùng núi phía Tây còn xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều, đạt mức từ 38 cho đến 39 độ. Mưa rông nhiệt có thể xảy ra như chỉ lác đác vài điểm về chiều tối và đêm, với lượng không đáng kể, không có giá trị làm giảm nhiệt độ, mà trái lại còn làm cho cái nóng từ bề mặt bê tông bốc lên gây khó chịu hơn phần phía nam cư dân Tây Nguyên và Nam Bộ đang mong chờ những cơn mưa xối xả đặc trưng trong mùa mưa ở đây. Tuy nhiên, theo phân tích thì chưa thể có dấu hiệu xuất hiện những cơn mưa này đến trước ngày 22 tháng 5. Nhìn chung trong ngày cũng có xuất hiện nhưng mà chỉ lác đác vài nơi với lượng khá ít. Chế độ nhiệt trong thời kỳ tới vẫn ổn định, ít thay đổi. Lưu ý là nhiệt độ trưa chiều ở khu vực Nam Bộ vẫn tương đối cao, ở mức sấp xỉ từ 35 cho đến 36 độ. Bức xạ mạnh có thể gây ảnh hưởng sâu đến các cây trồng nông nghiệp nếu chúng ta không có chế độ chăm sóc tốt. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, Thời tiết Hà Nội tiếp tục có nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vùng nội đô có thể đạt ngưỡng từ 35 cho đến 36 độ. Các nơi khác ở vùng ngoại thành nên nhiệt thấp hơn khoảng 1 độ và đồng thời độ ẩm giảm nhẹ so với ngày hôm qua nên cảm giác nóng càng tăng thêm. Thời tiết nắng nóng nên quý vị và các bạn lưu ý là cần phải uống nhiều nước và mặc theo áo mũ kính mát tránh nắng khi ra ngoài trời, nhất là vào thời điểm giữa trưa. Đêm nay thì chúng ta sẽ có thể đón nhận một trận mưa rào và rông nên thời tiết về đêm sẽ dễ chịu hơn và giúp chúng ta có một giấc ngủ ngon. Dù đến thành phố Hải Phòng, ngày hôm nay trời cũng có nắng và nhiệt độ cao hơn so với ngày hôm qua một chút. Nhiệt độ cao nhất vào giữa trưa và đầu giờ chiều ở mức từ 33 cho đến 34 độ nên vẫn ở dưới ngưỡng nắng nóng. Nền nhiệt không quá cao, độ ẩm vừa phải và có gió đông nam đến nam thổi nhẹ nên thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân cũng như những chuyến tàu ra tham đảo Cát Bà, Cát Hải hay là Bạch Long Vĩ vào ngày hôm nay. Về chiều tối sẽ có rông khan, và đến đêm thì toàn thành phố chuyển điều mây và có mưa, các tàu thuyền khi di chuyển trong khu vực vịnh cũng cần phải lưu ý. Trong khi phổ biến ở các tỉnh miền Trung phải hứng chịu nắng nóng, thời tiết khô hạn khắc nghiệt, thì thành phố Đà Nẵng có phần được thiên nhiên ưu đãi hơn một chút. Nhiệt độ ở đây trong trưa và chiều nay ở mức vào khoảng 34 độ. Mặc dù có nắng mạnh và số giờ nắng nhiều, nhưng thời tiết ở đây lại không quá khó chịu. Quý vị và du khách vẫn có thể thực hiện những chuyến tham quan du lịch biển, tắm nắng và các hoạt động ngoài trời khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết tuy cũng còn nắng phân nền nhiệt khá cao, nhưng mức độ nắng không gay gắt như ở các tỉnh thành miền Trung. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay được dự báo xấp xỉ là khoảng 35 cho đến 36 độ, đạt ngưỡng nắng nóng. Đến chiều tối thì dưới tác động của đới gió tây nam tuy yếu nhưng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho mây rông phát triển. Nhưng mà những đám mây rông này chưa đủ sức gây ra những cơn mưa giảm mạnh cho thành phố. Đối với thành phố Cần Thơ thì thời tiết không có sự khác biệt đáng kể so với khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay trời có nắng từ khá sớm và nhiệt độ tăng dần từ mức sấp xỉ 27 độ vào buổi sáng lên tới trên 30 độ vào gần trưa và nhanh chóng đạt mức từ 34 cho đến 35 độ vào khoảng thời gian từ 13 giờ cho đến 15 giờ chiều. Thời tiết nắng và hơi nóng vào buổi trưa phần nào có ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch miệt vườn. Vì vậy mà du khách nên mang theo áo mũ tránh nắng và uống đủ nước để bảo đảm sức khỏe và có những chuyến du lịch thực sự đáng nhớ đến với mảnh đất miền sông nước nổi tiếng về cây trái này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thế giới đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.